Hãy vô thăm mấy tím. Và hôm nay ta sẽ cùng chơi chắc tới 4 nha mấy tím. Mới biết làm gì quà vậy. Ăn cú trước đây hả? Hai xui chi mà xui lại nhỉ? Cái quay quá. Từ mấy tím mà phải chui lại vô cái nhà kia đã. Cái kỳ kỳ trong kỳ kỳ chút chứ Lavala với hai xui chẳng có gì. Hai xui là cái hàng trong báo mà. Chui về nhà chưa ha? Không ai. Khóc hai lần không ai. Eliseo và Ima này. Eliseo là cái tên trong danh sách mình. Sao có thể là thắng? Cái quần què gì mấy tiếp mà. Cái gì vậy? A đồ. A đồ. No. Thank you.
Holy shit. Cái gì? Người đổ xăng đình công. Chui vô cái đó. Ha. Thôi không nhận nhân viên thôi. Ủa, sao lúc nãy tôi ăn vô đâu được? Nghiêng à? Phải nổi, vô lý. Cái mò nãy giờ 1000 năm sau mới tìm ra được chứ. Trời ơi. Tiếp thêm nước rồi mới tiếng này. Tiếp cà phê. Sao nó nô hốt vậy bạn?
thờ này quá hoàn hảo cho nghi lễ. Ui ông mình. Ui, đang khiến té nè. Người xui giá bây giờ chẳng lại thêm. À, chỗ mấy bạn mình này. Ok, nó cháy rồi mấy tím ạ. Không bị hiên tế mà cháy mà. Đang yêu làm sao đâu, quá thế. Chắc là nó bị giết rồi. Ôi ơi. Sao mình có cái đống quỷ luôn mấy tiếng mà. Tôi hiểu ông anh còn mặc áo khoác đó. Không biết nữa. Thank you.
cái gì? Sao lại có xe đó không? Đồng máy liên trung. Già ở giữa là cái ông giả và giờ còn cái thằng mập chém chém kia là thằng cá, còn cái thằng mà chết đỏ mặt đó là khác nữa. Cái bà kia cũng là ok dữ rồi, trong bức ảnh là 5 người và mỗi người là 100 thơ á. Ok, video nào thì mọi người nha.